Hay lắm anh Khánh. Hay lắm, hay lắm. Tập trung. Hết sức tập trung. Hết sức tập trung, không chủ quan. Đúng rồi, cửa thắng rất cao, quả đấy ra đây. Nhớ để bóng giữa người. Kiên Chi. Wow, đấy ngon, cứ để bóng giữa người thôi. Hay lắm. Không được, không được. Hết sức chuẩn gì anh? Hết sức chuẩn gì? Không được đâu. Hết sức tập trung. Hay lắm. Hay lắm. Hết sức tập trung. Hay lắm. Không sao anh.
Xe này rất giằng co, ăn được là ăn luôn. Đúng rồi, kiên trì, kiên trì. Ngoạn mục nào. Không sao, không sao. Không sao, kệ họ. Kiên trì, lì lợm vào, lì lợm vào. Cứng quá. Hãy subscribe cho kênh. Quả đấy rất hay. Hay lắm. Quả nào ăn được phải nhớ. Cái gì? Đứng giữa bàn anh ơi, giữa bàn, giữa bàn. Không sao, một điểm, một điểm, một điểm.